Sáng ngày 15 tháng 3, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố công bố quyết định của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về việc điều động bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân quận Kiến An, đồng chí Lưu Xuân Sang, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố dự và trao quyết định. Đại biểu quận có đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, cùng sự có các đồng chí lãnh đạo khối nội chính quận, theo quyết định số 97 ngày 28 tháng 2 năm 2024 của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, đồng chí Phạm Duy Hiển, kiểm sát viên trung cấp trưởng phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân quận Kiến An, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 16 tháng 3 năm 2024. Đồng chí Lưu Xuân Sang, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố cho quyết định, đồng chí Phạm Văn Khanh, ủy viên thành ủy, bí thư quận ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân quận, tập thể phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, các đồng chí lãnh đạo khối nội chính quận, tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Duy Hiển, phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Lưu Xuân Sang, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố bày tỏ sự tin tưởng trên cương vị công tác mới, đồng chí Phạm Duy Hiển cùng lãnh đạo tập thể viện kiểm sát nhân dân quận hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trở thành điểm sáng của thành phố. Đồng chí Phạm Văn Khanh, ủy viên thành ủy, bí thư quận ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân quận phát biểu ghi nhận những kết quả đạt được của viện kiểm sát nhân dân quận, trong đó có sự đóng góp tích cực của đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, nguyên viện trưởng viện kiểm sát nhân dân quận đồng chí bí thư quận ủy chủ tịch hội đồng nhân dân quận cũng chúc mừng đồng chí phạm duy hiển nhận nhiệm vụ mới đồng thời mong đồng chí tiếp tục không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn xây dựng cấp ủy tập thể đoàn kết thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội tri bộ đảng bộ các cấp bên cạnh đó chủ động phối hợp cơ quan khối nội chính thực hiện tốt nhiệm vụ được giao cán bộ công chức viện kiểm sát nhân dân quận tạo điều kiện để đồng chí phạm duy hiển hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao Đồng chí Phạm Duy Hiển phát biểu nhận nhiệm vụ trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố giao nhiệm vụ mới. Bản thân sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết của tập thể, trách nhiệm của bản thân, phối hợp tốt với khối nội chính quận thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.